Minh đây, xin chào cả nhà. Hôm nay giới thiệu đến mọi người cái dàn bầu bí và tất cả những cái cây mà leo dàn của vườn nhà Vinh Lê. Hiện tại thì mình sẽ chia sẻ tới mọi người cái cây bầu hoa. Thực ra mà nói thì cái cây bầu hoa này nó cũng rất là dễ trồng và năng suất cao. Bởi vì cái tốc độ khi mà nó ra trái thì nó rất là sai và nhiều, trừ trường hợp mà mình bị đúng vào thời tiết nó khó để nó đậu quả thôi, chứ lúc mà nó nắng đẹp và có những cái ong bướm nó bay thì cái thụ phấn của cho cái cây bầu nó rất là hiệu quả sai. Hôm nay mình chia sẻ tới mọi người giữa cái cây bầu mình trồng, một cây mình trồng bằng dưới đất và một cây mình trồng bằng hình thức trong chậu. Thực ra nó không khác nhiều, bởi vì là khi mà mình trồng chậu thì mình sẽ phòng được cái thời tiết mà lúc mà cây nó đang phát triển trước khi ra hoa cho ra trái thì là nó sẽ an toàn hơn. Nếu mà thời tiết xấu thì mình bê vào trong nhà hoặc là bê vào những cái nơi mà có mái che thì nó rất là an toàn cho cái cây bầu. Hiện tại như mọi người nhìn thấy đây, một cái trái bầu này thì nó là cái cây bầu mình trồng trong hình thức trong chậu. Trong chậu thì nó thường thì nó chỉ là một cái chậu rất là nhỏ như thế này thôi. Hình thức trồng chậu của mình thì rất đơn giản, một cái máy hút bụi bỏ đi nhé cả nhà. Mình tận dụng cùng với một cái thùng mình để ở phía ngoài như thế này, bên trong là một cái chậu thì mình sẽ cho nước và thức ăn xuống phía dưới như thế này thôi, thì mình cũng không cần phải chăm nhiều cả nhà. Mình đổ nước và có thức ăn để sẵn vào cái nước như thế này thôi, tự nó sẽ ngấm hấp thụ cho cái cây bầu nó phát triển lên cũng rất là cao và tốt. Cái trái bầu thì cũng 1 9 1 10 so với lại cái cây trồng ở ngoài đất. Đây, như mọi người thấy đây, cái trái bầu này là trái đầu cây của cái cây mình trồng theo hình thức trồng chậu, thì nó cũng phát triển rất là tốt. Hiện tại bây giờ cũng có thể nó lên đến 5 cân rồi, quả này nó cũng phải được 4-5 cân rồi. Đó, còn cái trái này là trái trồng bằng ngoài đất. Trồng ngoài đất thì thực ra mà nói là nó to, nó phát triển hơn. Nhưng mà với cái thời tiết ở Anh Quốc thì cũng không có gì là mình bảo hành để cho cái cây nó ra trái được hiệu quả hết tất cả. Thì mình với cách của Vinh Lê thì Vinh Lê vẫn trồng được cả trong thùng chậu và trồng ở ngoài đất. Để giữa so sánh cho mọi người chia sẻ, nếu mà trường hợp mình không có đất tại nhà thì mình cũng có thể trồng bằng một cái chậu rất đơn giản như thế này thôi. Mình để trong mái tre, mái lan can hoặc là cửa sổ, bất cứ một cái chỗ nào có cái chỗ cho nó neo lên thì là nó sẽ cho mình cái kết quả là như thế này. Còn cái cây bầu hoa thì nó cũng rất là thơm và dày cùi khi mà mình trồng cái cây này để mà cho mình khi hiệu quả mình nấu ăn. Hiện tại những cái lớp kế tiếp như cả nhà thấy đây, nó mọc rất là sai như thế này. Đó, nếu mà mình thụ phấn được thì nó sẽ an toàn đậu quả 100%. Thường thì nó nhờ vào những con ong và bướm nó sẽ đậu để nó thụ phấn. Nhưng mà hiện tại cái cây bầu của nhà mình đây thì trước mắt là Vinh Lê thấy nó toàn ra hoa cái thôi, chứ cũng chả có cái hoa đực nào để mà mình tìm mình thụ phấn gì cả. Không hiểu tại sao cái cây này nó lại sai quả thế, mà hy vọng thì nó vẫn cứ đậu được quả thì tốt hơn. Rất là sai ngang với lại những cái cây mướp của mình hiện tại. Bởi vì cái dàn của nhà mình đây thì đã là 5 loại cây leo dàn giới thiệu với cả nhà. Bầu, bí, mướp, su su năm nay thì cũng hiện tại cái dàn này của mình thì nó ra trái chậm hơn bằng cái dàn mình để mình trồng ở cái góc ngoài kia. Còn một cái dàn nữa là trước cửa cái máy gara xe thì cái dàn đó thì quả nó rất là sai, mình sẽ chia sẻ tới mọi người clip. Và đây bí nữa. Bí thì thường thì mình có hai giống bí. Một loại bí ngắn tròn này thì nó thường cái giống này là giống của tàu cả nhà. Tiếng thì là tàu khựa thôi, nhưng mà thôi mình trồng lên thì vẫn có sản phẩm để ăn cũng ngon. Còn cái quả bí xanh như thế này thì là bí của Việt Nam mình. Bí này là thực ra là Vinh Lê cầm giống tại Việt Nam. Mình mua hạt ở bất cứ một cái tiệm nào nó bán ở Việt Nam mình gửi qua. Còn nếu mà không thì mọi người cũng tìm trên mạng thì nó cũng có những cái trang để nó bán những cái hạt giống rau rất là tốt. Cái giống bí này cũng thế. Bí này thì quả nó tròn, nhưng mà khi mình trồng bằng hình thức trồng chậu thì cả nhà biết thời tiết năm nay ở Anh Quốc nó cũng thất thường lắm, thì nó chỉ ra được tầm như này thì nó sẽ khựng lại rồi.
đó. Bầu hiện tại còn rất là sai quả. Chia sẻ tới mọi người, thời tiết nó chỉ cần ấm nắng như thế này thôi thì bầu nó phát triển rất là nhanh. Cái quả bầu xanh hoa này thường thì nó phát triển rất là nhanh, mà khi mà nó đậu quả là được rồi thì nó chỉ trong vòng 2 tuần thôi là mọi người thấy nó như thế này. Cái quả này của mình nó chỉ khoảng 3 tuần thôi, từ lúc mà nó đậu quả, khi mà nó ra quả nhỏ như thế này mà mình cảm thấy nó phát to ra được thì tức là cái quả mà nó đã được thụ phấn đó. Như có những cái con bướm nó hiện tại nó vẫn bay trong vườn nhà mình đây. Cái giống bầu đốm hoa như này nó mọc neo dàn rất là dài và xa. Cả một cái dàn mình đã trồng như này đây, như cả nhà nhìn thấy nó đã mọc lên kín cái dàn ở phía trên và hiện tại nó neo ra những cái lan can. Quả thì rất là sai. Với cái thời tiết ở Anh Quốc thì đúng cái thời điểm đỉnh điểm của nó mà là đẹp thì là nó đậu quả rất là nhiều. Vào thời điểm mùa thu gió to thường thì các cái con ong con bướm nó đã không còn nè vè nữa, thì những cái quả bầu nó kế tiếp nó cũng không được thụ phấn và nó không phát triển to được, chỉ có một số quả nó như thế này. Cả nhà nhìn thấy không? Quả bầu này của mình nó vào khoảng 95 phân. Thì mình đã chia sẻ hôm nay là mình phải đứng lên ghế để mình vác cái quả bầu này. Hôm nay là mình thu hoạch sau mấy tháng dài vật vã để chống chọi với lại cái thời tiết ở Anh Quốc, thì như mọi người cũng thấy nó sẽ cho mình được cái hiệu quả rất là thích như thế này. Để có một cái ngày mình thu hoạch trồng cây thì phải có ngày ăn quả, đó là cái tâm huyết của Vinh Lê để cho với cái vườn rau tại nhà. Mong để được chia sẻ tới mọi người những cái cách thức chăm trồng như thế nào để cho một cái cây rau Việt mình nó giữa một cái vương quốc Anh, một cái xứ sở sương mù, mà một đất nước mà thường người ta chỉ thấy có thời tiết lạnh hơn là nắng, được những cái quả bầu quả bí như thế này để mình thu hoạch, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người. Mình đây chia sẻ cho mọi người bằng các clip mình sẽ ra vào hàng tuần hàng ngày. Rất mong mọi người đăng ký kênh của Vinh Lê và chia sẻ cho người thân, hoặc là chia sẻ rộng ra để cho cái clip của mình nó được một ngày một phong phú và được mọi người biết đến nhiều hơn. Mục đích của kênh chỉ để chia sẻ những cái cách thức chăm trồng cho mọi người làm sao có cái cây rau hiệu quả tại nhà, bất cứ có vườn hay không có vườn mình cũng có thể trồng được những cái cây rau Việt. Chỉ cần bớt chút một chút thời gian thôi, nó đặc biệt rất là đơn giản mọi người, không có gì là khó cả. Chỉ cần mình để ra một chút thời gian thôi, như cuộc sống của Vinh Lê ở UK đây, hàng ngày mình vẫn đi làm theo quy định giờ chính, hành chính thì mình vẫn đi làm hàng ngày, còn chỉ có một chút buổi sáng, buổi tối và những cái ngày nghỉ chủ nhật mình sẽ chăm đắm những cái vườn rau như thế này, thì cả quanh năm nhà mình không cần phải đi đâu mua. Thực tế là mua cái rau ở đất này nó rất là khó, nó không được như là ở Việt Nam mình thì cầm rổ giá ra chợ hay là ra bất cứ đâu là có rau ngay. Ở đây mình phải order hoặc là mình phải đi cả 200 cây số hoặc là 150 cây số mua được cái rau. Cũng rất là vui, rất là thích thú, đấy là một cái sở thích và đam mê của mình. Trồng cây đến ngày ăn quả như thế này rồi thì mình cắt cho mọi người chiêm ngưỡng cái quả bầu. Thực ra mà nói để nó còn to nữa, nhưng mà hôm nay là Vinh Lê cũng sẽ thiến quả này. Vinh Lê sẽ cắt quả này trước để cho mọi người chiêm ngưỡng. 80 cm, quả bầu dài 80 cm. Thực ra mà nói cái quả bầu này nó có thể nó dài đến 1 m hoặc 1 m 1. Nhưng mà mình muốn ăn ngay nó non, để cho nó thưởng thức cái bàn tay của mình trồng bằng bàn tay của mình, chính thức bàn tay của mình, một cái cây rau sạch như thế này. Luộc lên chấm với lại trứng gà, bóc mắm cũng tuyệt vời, và thường thì cái món này xào tỏi cũng được, và mình nấu canh tươi rau đay, canh cua hoặc là canh tôm, cực ngon. Đó là cái cách thức mình chia sẻ tới mọi người về các cái giống rau. Rất mong được sự đón nhận của mọi người để cho kênh nó một ngày một phong phú hơn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành theo dõi kênh của Vinh Lê trong suốt thời gian qua, chuyên chia sẻ những cái rau sạch
và những cái cây rau Việt Nam mình tại vườn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip kế tiếp khác. Mình sẽ chia sẻ nhiều về các cách thức trồng chăm, giữ giống như thế nào để cho mùa đông, đặc biệt là hiện tại bây giờ tiết trời vào thu cũng chuẩn bị bước sang đông rồi, thì tất cả những cái cây rau mình sẽ chia sẻ từng qua từng clip. Mọi người nhớ đăng ký kênh. Đơn giản nhất là những cái cây tía tô Hàn Quốc để ăn nướng, và những cái cây tía tô Việt Nam mình như này. Hiện tại là nó có 4 loại tía tô khác nhau trong cái vườn nhà mình, đó là mình sẽ chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những clip kế tiếp khác. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn và cặn kẽ hơn từng loại rau và từng giống rau. Bye bye.